Trở lại với những thông tin về thời tiết, không khí lạnh ngoài làm giảm nhiệt thì còn gây mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Vậy thì những tác động của đợt không khí lạnh này là gì ạ chị Hương Liên? Vâng, trong ngày hôm nay thì ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng từ 30 đến 70 mm và có nơi trên 80 mm. Lưu ý là trong cơn dông dễ đi kèm lốc sét và gió giật mạnh. Mưa đến sáng thứ hai, sau đó sẽ dứt nhanh khi không khí lạnh khô bao trùm. Sau đó vùng mưa sẽ dịch chuyển xuống Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Mưa kéo dài từ chiều nay đến ngày 11 tháng 10. Lượng mưa dự kiến trong 24 giờ sẽ là từ 100 đến 200 mm và có nơi trên 250 mm. Ngoài dông lốc, sấm sét, ngập úng thì cần lưu ý đến lũ quét, sạt lở đất ở các sườn đồi núi. Bởi đây là khu vực vừa chịu ảnh hưởng của mưa lũ tuần trước, đất đá chưa kịp khôi phục nên nguy cơ cao sẽ xảy ra. Vâng, ngoài ra thì còn có khu vực nào có mưa nữa không ạ chị? Vâng, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay dự báo là cũng sẽ có mưa do ở đây tồn tại một rãnh thấp. Mưa từ trưa chiều đến tối có điểm mưa to trên 50 mm, đề phòng dông lốc, sấm sét và gió giật. Riêng ở Nam Bộ, mưa to trùng lúc chiều cường lên cao, dễ gây ngập các vùng trũng thấp ven sông ở thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ. Do mưa nên nhiệt độ ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều ở mức dễ chịu. Tây Nguyên nhờ địa hình cao nguyên, nhiệt độ khoảng 30 độ. Nam Bộ thì nhỉnh hơn, 30-32 độ. Ngược lên Bắc Bộ, nhiệt độ hôm nay giảm do mưa. Hà Nội và hầu khắp toàn miền trời mát, 26-28 độ. Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa có mưa dông rải rác, đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Từ chiều nay, huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc sẽ mạnh lên cấp 7, giật cấp 9, biển động. Cảm ơn chị với những thông tin vừa rồi ạ.